cùng trận chung kết của giải bóng chuyền của ngành giáo dục của tuần giáo năm 2019. Dưới màn ảnh quý vị các bạn đang theo dõi chính là những ai đội của thị trấn và của cụm Dã Đông. Đây là trận cuối cùng của trận chung kết trong buổi chiều ngày hôm nay. Dưới màn hình là các bạn đang theo dõi màn khởi động giữa hai đội cùng những cái tên xuất sắc nhất. Còn chung kết của mùa giải 2019 giữa hai đội U Thị Trấn và Mường Thong và đội U Kama Thị Trấn và Giáng Lâm sẽ diễn ra. Và cũng như ở mùa giải năm ngoái thì hai đội Giáng Lâm sẽ chung kết và khi đó thì đội U Thị Trấn đã là chiến thắng với tỷ số 3-0. Và năm nay thì mặc dù thủ của hai đội có nhiều sóng động và cũng biết đội U Kama Thị Trấn đội thị trấn sở hữu số 11 Phạm Ngọc Khoa và đội Dã Đông sở hữu như tên Ngô Kiệt, Hồng Cơ, Đồng Đen. Với tất cả những gì đã thể hiện ở vòng loại cũng như vòng bán kết, đây là một trận đấu rất hay và được chờ đợi. Số 5 là hiệu số 10 Văn Hải, số 8 Văn Sơn, số 9 Phạm Duy và Nguyễn Lê Lương Hải Thách Nhật. Còn phía chúng ta cùng chú Trấn được có đội trưởng Ngọc Hoa, số 7 Vũ Thường, số 2 Vũ Thường, Quốc Sơn, Văn Quan và Thế Tú. Vamos.
cơ đang lợi dụng các bạn em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
với bà con anh đánh bóng ở các vị trí, như nào anh đánh bóng rất là hiệu lực và có hiệu quả. Mời anh đến với lần hai của chương trình của các bạn. Thank you.
Thì chúng ta làm những cái chính sách hợp lý để cho các bộ người để có cái thế chất
tốt hơn trong cái trận đấu thứ hai để có thể là chiến thắng và tôi làm được điều. Còn tác phẩm của đội thi đấu thì chúng ta rất tiếc rằng để đánh lại thành tích của năm ngoái giành chiến thắng trước điểm số 3-0. Ta sẽ tiếp tục quay lại trận đấu thứ hai, hai đội bắt đầu về sân. Thank you.
mình là nó ngon. Thank you.
là chuyện lớn của nó. Nó hài không? Chưa được rồi. Rất mong. Rất mong là có một thiếu sân hình như thế này. Và nó đã nhập vào hai đội ngũ của đội Nam Định Thắng Liên Hoàn và Nguyễn Hữu Thích Thắng. Cho đội là Nguyễn Hữu Thích Thắng. Lúc này là ông có năng lượng với những hiểu của đội Nam Định Thắng đã chứng minh của những kỹ thuật lớn nhất. Còn hai đội đang bị trở về kỹ thuật là chỉ số đang là 11 tháng. Những người từ trước những người về Thank you.
thịt và rơi xuống mặt chân của cửa hàng mà người mua thì hướng của bài đang còn là cách biệt chỉ là 2 điểm thôi.
chiến năm nay thì có 2-0 là trận vừa qua và trận chiến là trận chiến ngày hôm nay. Dường như là cũng không phải là thì sẽ quá ở lối chơi nhanh của đội tuyển Trung Quốc và chỉ ra những cái sinh hoạt và những cái lỗi của cầu thủ của mình để cải thiện trong những cái mà bóng tiếp theo của đội tuyển Trung Quốc. Một trong những cái lỗi mà chúng ta thấy là ông Mã Bắc vẫn đang tiến hành những chiến thuật là của mình đưa ra người đầu mà các người đầu thủ vẫn đưa ra hết sức đặc biệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp tục là về vị trí thứ hai, kỹ thuật lần thứ hai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ này biết đi. Lên trên tầng 2 đi. À, đi lên tầng 2 đi, đúng rồi anh. Lên.